Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là phiên video của hôm nay em lại lên một phiên video này với rất là nhiều mặt hàng. Hôm nay thì em chuẩn bị được rất là nhiều hàng luôn. Đấy thì các bác vào theo dõi video của em và ủng hộ cho em nhé. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Đấy, số đấy cũng là số Zalo của em luôn. Thì các bác có thể add qua Zalo hộ em để các bác có thể mua hàng nhé. Thì hôm nay em có rất là nhiều hàng đẹp luôn. Đã lên trước cái mặt hàng đầu tiên. Đây là cho các bác là các cái em về được một cái lô em mang ở vườn về được một cái lô hoàng nhạn 4N. Đẹp lắm các bác ạ, bông của hoàng nhạn 4N thì quá là phê luôn rồi các bác ơi. Em lên qua nhá. Đấy, lên qua cho các bác ngắm cái lô nhạn 4N này. Đẹp lắm là đẹp luôn. Có được mấy chục chậu có loại size to này thôi các bác ạ. Đây này, bông hoàng nhạn 4N đấy các bác ơi, chụp tại vườn này. Nó đẹp thật sự là đẹp mỹ miều luôn. Đấy, bông to, thứ nhất là bông to, thứ hai là cánh dày. Khuôn bông rất là tròn bông nhá. Đấy, và thứ nhất, thứ hai, ba này, hoa của nó rất là thơm. Đấy thì các cái chậu nhạn 4N này của em là đa số là đều là chậu đôi các bác nhá. Đấy, có những chậu thì cũng đẻ con. Thì hôm nay em cũng chưa chia được mã. Thì em cứ chia sẻ đến các bác giá từ khoảng từ 700 đến hơn 1 triệu. Đấy, một chậu nhá. Đấy, các bác mà thích những cái chậu như thế nào thì các bác cứ add qua Zalo, em có thể chụp cho các bác. Đó, tùy theo giá tiền và tùy theo size các bác nhá. Đấy, toàn là những chậu to thôi. Đây các bác này. Đó. Thì các bác sưu tầm những cái chậu như thế nào, em có cả những cái chậu to VIP thì nó rơi vào khoảng 1 triệu rưỡi. Đấy, đến 1 triệu đến 2 triệu. Đấy, tùy theo các bác lấy như nào nhá. Và cũng có những cái chậu khoảng là 700, có những khoảng chậu khoảng 800. Đấy thì các bác cứ add qua Zalo của em. Để các bác có thể xem được kỹ hơn. Các bác cứ bảo là cho tôi xem những cái chậu như nào nhỉ, thì em sẽ chụp qua cái Zalo cho các bác nhá. Đấy, số lượng thì cái lô to này chỉ có khoảng tầm 30 chậu đến 40 chậu thôi ạ. Đó, là hàng size to nhá. Và đây hôm nay em tách được mấy cái cây nhạn 4N lẻ ra này, em chia sẻ đến các bác nhá. Đấy, còn mấy cây nó lẻ thì em sẽ tách ra cho các bác. Em bán luôn cái hàng cây lẻ luôn. Đây này, cái cây này rất là đẹp luôn này. Là xếp vi vì vi luôn, to đùng đổ đoàn nha. Cây này á, nó là hàng size to đấy. Đôi 4, 6, 8, 10, mười mấy cặp lá luôn. Đây các bạn này. Đấy, lá tròn. Đây cây này thì nó chỉ bị gọi như này, rịa một tí lá đây các bác nhá. Đấy, đây có một cái vài cái tí khô thôi. Đấy, cây đa số là rất là đẹp. Đấy, cây này nhá. Cây này bác nào lấy em chia sẻ cho các bác cái cây to này. Đây này. Đẹp không cả nhà ơi? Quá đẹp luôn nhá. Đấy, cây này bác nào lấy em chia sẻ cho các bác với giá là 520.000 cho cây to đùng này. Bình thường cái cây to này em bán có những chỗ vườn còn bán giá là từ 900 đến hơn 1 triệu một cây như này. Vì đó là hàng size to. Lá to các bác nhá, lá to tròn. Đấy, cây này bác nào lấy em để với giá 520, em tách chậu nha các bác nhá. Thế này cái chậu nó rất là nặng. Đấy, em tách chậu em gửi cho. Hoặc là các bác nào muốn lấy cả chậu thì cứ báo em, nhưng mà các bác chịu tiền ship hộ em nhá. Đấy, cây to đùng này, 520.000 này. Đấy, gọi như là không lỗi, phải những cái lỗi rất là nhẹ thôi. Đó. Cái mã 2. Các bác cái chốt cho em mã 520 để làm mã 1. Mã 2 này. Cây này đẹp không? Cây này thì chả lỗi làm gì luôn, cây khỏe đét luôn ạ. Cây này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 330.000. Quá là to luôn. Đó. 330.000 cho cây nhạn 4N mã 2 nhá. Đấy, cây nhạn 4N là mã 3 này. Đây này. Cây này thì nó bị mất lá. Cây này em thanh lý luôn cho các bác với giá là 120.000 cho cái cây nhạn 4N này, là cây 4N mã 3. 120 nhá. Đó. 120 cho mã 3. Và mã 4. Mã 4 đây. Là một cây rất là dài. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Nói chung là mười mấy cặp lá luôn. Cây rất là dài nhá. Cây này bác nào lấy em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 cho cây này rất là dài luôn. Cây này á, mười mấy cặp lá, cây rất là dài đấy các bác ạ. Đó, cây này là 280.000 cho mã này là mã 4 nhá. Đấy, mã 4, để bác nào lấy cái cây dài này chốt cho em là mã 4 là 280. Và tiếp tục hôm nay em có về được một cái lô, cũng chả phải gọi là một lô đâu, hàng tuyển được khoảng chục chậu. Cái đen rô xuân lá mít 4N, hàng lá nhân nữa các bác nhá. Ôi dồi, tổng hợp được mấy cái chậu này thì nó là tuyệt vời mặt trời luôn. Đấy, thứ nhất là các bác chơi lá cũng rất là đẹp luôn, chơi phong thủy cũng rất là đẹp nha. Đó, nó giống nhìn tưởng như là cây kim tiền luôn các bác ạ.
nhìn ngỡ cây kim tiền vì lá nó rất là to. Lá to xong lại lá nhân. Đấy, lá rất là đẹp luôn các bác ạ. Hôm nay em tuyển được mấy chậu thôi. Hàng đẹp này tuyển được khoảng chục chậu thôi ạ. Để bác nào nhanh tay thì sưu tầm nha. Thân to như là cái ngón chân cái. Đấy, lá thì lá mít nhân. Đó, hàng này thì hàng tuyển rồi các bác nhá, hàng tuyển rồi. Đây này các bác nhìn này, lá này đẹp không? Tuyệt vời, nhìn như lá đa. Đấy, thì cái chậu mã 1 này. Là đen dỗ xuân lá mít 4N các bác nhá, lá mít 4N. Đó, hàng này thì bông của nó to, bông nó to mà hoa của nó đẹp nhá các bác nhá. Chủ yếu là màu hồng phấn hoặc là màu hồng đậm thôi, vì nó có hai cái màu đấy. Nhưng mà thật sự là cái hàng này chơi lá cũng thấy thích rồi. Đó, đen dỗ xuân mã 1 em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 cho chậu mã 1 này. To lắm các bác ạ. Hàng của em là hàng tuyển từng chậu, lá to lá mít nhá, lá nhân. 280 cho chậu mã 1 này. Mã 2 này, to đùng đổ đoàng luôn này. Ôi giời, mã này to nhất luôn này. Mã này to nhất luôn, mã này 350 nhá. Đấy, bác nào lấy cái mã này là chốt cho em mã 2 to nhất 350 này. Đó, ôi giời, lá này, đen dô xuân mà có những cái chậu như này. Phê luôn các bác nhá. Đây là mã 2, mã 3. Mã 3 riêng cái mã này thì nó là nhăn tít tít thò lò luôn cả chậu luôn nhá. Mã này riêng, mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 400. Đấy, mã VIP. Mã VIP này chốt cho em là 400 nhá. Đấy, đen dô xuân 4N lá mít, lá nhân nữa. 400k cho cái chậu mã 3. Chậu mã 4 này. Chậu mã 4 này. Đấy, thân rất là to dài nhá. Mã 4 300. Đấy. Mã 5. Mã 5 em chia sẻ với giá là 320.000 cho mã 5. Đấy, đây là em có 5 cái mã của đen dô xuân mít 4N nhá. Đấy, các bác tranh thủ sưu tầm. Vì cái hàng này thì em chỉ có số lượng rất là ít thôi. Đấy, hàng tuyển nhật ra riêng đấy ạ. Nên là các bác có sưu tầm chơi lá cũng đẹp. Tết các bác chơi hoa nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo em có mấy cái chậu của mặt trời Bangkok này. Mặt trời Bangkok này hoa cực kỳ thơm. Hôm nay nhật được còn 4 chậu có lụ nữa thôi. Còn đâu đa số là chưa lụ. Đấy, hôm trước em cũng bán được rất là nhiều cái bột mặt trời Bangkok này rồi. Thì hôm nay nhật lại còn được 4 chậu nữa thôi là hàng có lụ nhá. Đấy, thì em chia sẻ với giá là 180.000 cho một chậu mặt trời Bangkok, hoa rất là thơm luôn. Đây em cũng sẽ lên qua cái mặt hoa để cho cả nhà có thể ngắm. Đây này, cái mặt trời Bangkok này hoa của nó đẹp lắm, nó thơm. Tìm cái mặt hoa em lên cho các bác ngắm này. Bông của nó thơm lắm. Đây này. Đấy, mặt trời Bangkok các bác nhá. Và cực kỳ thơm, và cái dòng này nó siêng hoa, một năm nó nở nhiều lần. Tầm này bây giờ cây đang có nụ nha các bác nha. Đó, thì em sẽ chia sẻ với giá là 180.000 cho một chậu. Và cái cây này đang có con này. Riêng cái chậu này có con em chia sẻ với giá là 200 này. Đấy, bác nào lấy cái chậu có con này thì chốt cho em với giá là 200. Đấy, còn chậu chưa con này thì em có 4 chậu có nụ. Đấy, 180.000 cho một chậu nhá. Và hôm nay có một cái chậu hồng cánh sen. Đây, chậu hồng cánh sen này. Đó, chậu này... em nuôi 3-4 năm nay rồi, năm nào Tết nào cũng có hoa luôn, cây khỏe đét luôn nhá. Cây khỏe đét luôn. Đấy, cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 230.000. 230.000 cho chậu hồng cánh sen, cây to lá mít nhá. Đó. Tiếp theo, em có các cái chậu trồn hồng. Trồn hồng này bông của nó ngồng rất là dài các bác ạ. Ngồng dài và hoa của nó đẹp. Đấy, trồn hồng nhá, trồn hồng này. Bông rất là dài luôn mà hoa rất là đẹp. Đấy, trồn hồng em chia sẻ với giá là 320.000 cho một chậu. Hai cây to là xếp nhá, 320.000 này cho chậu mã 1 này. Đây là trồn hồng mã 1. Đấy, trồn hồng mã 2 này, 320. Đấy, cây trồn rất là to nhá. Và cái mã 3 này thì nó đang đẻ một con này, em chia sẻ mã này là 350. Đấy là cây trồn hồng có con này là 350 nhá. Đây em có một cái chậu mặt trời Bangkok này. Chậu hai cây đều đang có nụ hết, chậu này em chia sẻ với giá là 400. Chậu này 400k cho chậu hai cây lá xếp. Và tiếp theo em có các cái mã của hoàng nhạn va em ba. Cái hàng này thì hoa của nó sẽ là màu vàng và lưỡi của nó có màu trắng nha các bác nhá. Đấy, hoàng nhạn đột biến hoa vàng lưỡi trắng này, bông của nó đây các bác ơi. Đấy, hoa vàng lưỡi trắng. Bác nào chưa có cái mặt bông này thì có thể sưu tầm thêm cho mình để vào bộ sưu tập của hoàng nhạn nhé. Thì cái hoàng nhạn va em ba này em chia sẻ với giá là 550 cho một chậu, gồm hai cây lá xếp đẹp nhá, 550 cho một chậu. Đấy, chậu mã 1 này 550. Chậu mã 2 cũng 550. Chậu mã 3 này thì ghép lẫn một cây em 3 và một cây 4N. Bác nào muốn sưu tầm combo hai loại thì em chia sẻ mã này là 500k. Đấy, một cây 4N và một cây em 3 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn.
Tiếp theo em có các cái mã của trầm trầm cánh chớp. Đây cái bông nó nở tại nhà đây cả nhà ơi, em cho cả nhà xem cái bông hoa nở tại nhà nhé. Nó là bông trầm, là trầm cánh chớp ạ. Bông của nó có cái đường, những cái đường kẻ chớp. Đây các bạn này. Đấy, bông trầm chớp nhá. Gọi là bông trầm chớp. Bông của nó trầm này là trầm lai lên này. Bông nó rất là to. Đấy, bác nào muốn sưu tầm cái hàng trầm thì sưu tầm cho em cái loại này. Đấy, lá thì lá đẹp. Mã 1 nhá. Rất là nhiều mầm này. Mã 1 220.000 cho cái mã 1 này. Mã 2. Mã 2 cũng vậy, 220. Mã 3 này. Mã 3 này to 250 nhá. 250 cho mã to là 220. Em có một cái chậu mặt trời Bangkok hoa đỏ này, mặt trời Bangkok hoa đỏ chậu to. Đấy, mặt trời Bangkok hoa đỏ này. Em chia sẻ cái chậu mặt trời Bangkok đỏ này nhiều cây mẹ và đẻ con rồi các bác ơi, nhiều cây mẹ đẻ con rồi đây nhá. 300k cho chậu mặt trời Bangkok đỏ ạ. Và em có một cái chậu đùi gà hoa trắng, hàng đột biến hoa trắng tinh nhá. Đấy, hàng này hàng hoa trắng tinh đấy ạ. Em chia sẻ chậu này với giá là 350 cho chậu đùi gà trắng này. Đó, hoa trắng tinh. Và em có Koraskoki. Koraskoki em có cái hàng to như này, em chia sẻ với giá là 500k cho một chậu gồm 2 cây. Hàng em nuôi lâu rồi các bác nhá, nuôi lâu, nuôi thuần lâu rồi. Đấy, các bác lấy Koki chốt cho em 500, Koki chuẩn giống xưa đấy ạ, hoa đậm nhá. Và có một cái cây tam bảo sắc hoa trắng đang đẻ con, cái hàng này thì cây to nhá. Cái cây này em chia sẻ với giá là 400. To vật vã luôn và đang đẻ con, 400. Hai chậu hải dâu xanh hôm nay em thanh lý luôn nhá. Hải dâu xanh thanh lý cho các bác 250.000 cho một chậu. Đấy, hải dâu xanh này, mã 1 này. Và hải dâu xanh mã 2, 250 cho một chậu. Quá là rẻ luôn ấy ạ. Đây em có cái samurai hoa trắng này. Đây samurai trắng thì cũng rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Samurai trắng này em chia sẻ cho các bác với giá là 500k cho một chậu. Chậu của nó tùm lum rất là nhiều cây nha các bác nhá. Đấy, 500k cái hàng này thì nó siêng hoa, một năm nó cũng nở nhiều đợt lắm. Hoa của nó mùi thơm đặc trưng, mùi bánh dẻo các bác. 500k cho một chậu. Đây em có một cái dề mặt trời Bangkok VIP này. Đấy, dề VIP to nhá. To VIP khủng luôn. Đấy, cái dề này thì hai cây lá xếp đẹp này. Cây này lá nhăn nữa này. Đó, em chia sẻ cái dề Bangkok VIP này với giá là 850. 850 nhá. Dề Bangkok VIP hai cây lá xếp to. Giò này em nuôi phải đến 4 năm rồi. Cây nó mới to như này đấy các bác ạ. 850 cho dề Bangkok VIP nhá. Em có đây có mấy cái giò. Đây lên tiếp cái giò hoàng nhạn rừng này. Đây, em có cái giò hoàng nhạn rừng này ghép nhiều cây lắm, nuôi thuần rất là lâu rồi nhá. Đấy, hoàng nhạn rừng. Cái trụ này bác nào lấy em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu nha các bác nhá. Quá trời cây luôn, rất nhiều cây nha. Đấy, hoàng nhạn rừng Gia Lai. 1 triệu cho trụ này. Không biết quay kiểu gì chứ cái giò này nó đẹp lắm, nhiều cây, 1 triệu. Và có một cái giò VIP trông như bệt. Đẹp tuyệt vời luôn, có một giò to như cái lơm luôn. To khủng khiếp luôn nha. Cái trông như bệt này các bác biết mặt hoa chưa? Đây em cho các bác ngắm qua cái mặt hoa. Đây, hoa của nó đấy ạ. Cái trâu như bệt này hoa của nó đẹp lắm các bác ơi. Đây. Đấy, bông bệt này, bệt tím này. Đấy, một suối hoa luôn, như một suối hoa luôn đấy các bác ơi. Đấy, nên là các bác sưu tầm cái dòng này á. Nó dễ hoa mà nó hoa nó nhiều lắm. Cái giò vít to này em nuôi rất là lâu rồi đấy các bác này. Phải đến mấy năm rồi. Quá trời mầm luôn nhá. Giò này 950 em giao lưu cho các bác này. 950. Trâu như bệt nhá. Và em có một cái dề này. Đấy, dề này thì mầm rất là đẹp luôn này. Và bên dưới rất là nhiều ki đây các bác ơi. Đó. Bác nào lấy cái dề này em chia sẻ cho các bác với giá là 380 nhá. Hôm nay chia sẻ dề này 380. Đấy, 380 cho cái dề này. Và có một cái giò Denso Miliza công chúa này. Em thấy nó đang lên, bắt đầu lại lên nụ tiếp này các bác này. Bây giờ hồng này nó thì siêu siêu hoa lắm. Nhiều màu hoa. Hoa quanh năm. Đấy, rất là dễ hoa luôn. Đấy, Denso thì các bác biết rồi, dễ hoa lắm. Đấy, cái giò này em chia sẻ với giá là 250 nhá. Nguyên một giò của nó gốt nuôi rất là lâu rồi. Các bác nhìn bộ rễ này. Đó. Cái hàng này thì hoa quanh năm rồi. 250 cho giò to này. Đấy, hàng nuôi thuần rất là lâu nhá. Lại bắt đầu lên nụ rồi thì phải này các bác này. Đấy, lại đang bắt đầu lên chồi lụ này. Đó. 250.000 cho giò Denso Miliza công chúa này nhá. Đấy, bác nào lấy cái giò này thì chốt hộ em. Đấy, thì thời lượng video của đây là kết thúc nhá.
Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Đấy, các bác đặt hàng thì gọi điện qua trực tiếp với số điện thoại của em ở trên tiêu đề các bác nhé. Đấy, xin chào các bác này, những cái chậu đen rồ này, rồi quá là đẹp luôn, trời lá cũng thấy ưng mắt luôn rồi các bác ạ. Đấy, các bác nhanh tay đặt lấy một vài chậu nhá, thì cũng không còn hàng nữa. Đấy, thì em xin chào các bác nhé.